Chào các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Mình là Tử Nguyên đây và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ hàng chết một cách đơn giản và cute nhất nhé. Để vẽ gương mặt hàng chết, đầu tiên các bạn vẽ hai quả trứng gà. Các bạn canh cho hai quả trứng gà này làm sao cho nó đều nhau. Và sau đó dưới hai trứng gà các bạn vẽ hai hình tam giác như thế này. Vậy chúng ta đã có mắt và mũi của hàng chết. Và tiếp theo chúng ta sẽ vẽ gò má của hàng chết bằng những chữ L như thế này. Sau đó chúng ta vẽ răng của hàng chết bằng những chữ cái M. Sau đó chúng ta sẽ vẽ hoàn chỉnh từng cái răng. Các bạn thích vẽ răng đều cũng được, hoặc các bạn thích cái to cái nhỏ cho nó tự nhiên như mình cũng được. Và tiếp theo thì các bạn sẽ vẽ hàm răng dưới của hàng chết bằng những chữ U nó liền như thế này. Sau khi vẽ xong hàm răng dưới của hàng chết thì chúng ta vẽ một chữ V lớn vòng qua như thế này. Như vậy chúng ta đã vẽ xong cằm của hàng chết. Và tiếp theo chúng ta sẽ vẽ hoàn chỉnh lại gương mặt của hàng chết. Và như vậy gương mặt của hàng chết chúng ta đã vẽ hoàn thành. Vậy tiếp theo chúng ta sẽ vẽ hoàn chỉnh hàng chết. Vì đây là video hướng dẫn vẽ các bạn vẽ gương mặt của hàng chết nên gương mặt này so với thân hình này của hoàng chết thì nó không được dễ thương cho lắm.